Xin chào anh em, chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, ví dụ như là xe chính hãng và các dòng xe liên danh như là xe Hino, xe Isuzu hoặc là các dòng xe liên danh như là xe Jack, xe Dongfeng, xe Kenpo. Mấy dòng xe trên thị trường Khanh đều có bán nha. Và Khanh cũng có nhận đóng thùng mới và thu mua xe cũ cho tất cả anh em nào đang có xe cũ mà muốn lên đời xe mới thì cứ alo cho Khanh, và tất cả những vấn đề về xe tải Khanh đều hỗ trợ cho tất cả anh em nha. Nếu anh em có thắc mắc gì thì cứ điện thoại cho Khanh, Khanh sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em. Bây giờ hôm nay Khanh sẽ tiếp tục cái clip của Khanh, là Khanh sẽ giới thiệu cho anh em về cái con xe Hyundai ES8 với cái bản GTL. Thì cái con này nếu mà ra thùng bạc thì nó sẽ được có tải trọng là 7,3 tấn. Thì con này á là Khanh sẽ giới thiệu sơ về thông số nó rồi mình sẽ đi chi tiết từng phần nha. Thì con xe này có tải trọng là 7,3 tấn và kích thước thùng xe dài là 5,8 m và bề ngang là 2,1 m và chiều cao 2,1 m. Dung tích máy của nó là 2.9, 4 xi lanh thẳng hàng. Thì đó là cái thông số cơ bản về con xe ES8 này. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến những cái chi tiết nhỏ của con xe ES8, và cái con này rất là đặc biệt. Con này đóng cái khách hàng đóng là full inox bửng nhôm, xe rất là đẹp. Thì chút nữa Khanh sẽ giới thiệu từng cái chi tiết cho anh em. Thì anh em nào đang có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh số điện thoại màn hình, hoặc là có thể truy cập vào website xe tải giá rẻ .vn để mà biết thêm thông tin về con xe này nha. Bây giờ trước tiên thì cái phiên bản E8 thì anh em cũng thấy là cái bản nó có rất là nhiều loại, nhưng mà cái bản thông dụng và dễ tiếp cận nhất là cái bản GTL, vì nó có cái giá tiền rất là hợp lý, nó chỉ hơn 700 triệu một xí thôi là anh em có thể có một cái sở hữu được một con xe Hyundai rồi. Thì con E8 này là cái một cái sản phẩm gần như là mới nhất của cái nhà Hyundai đó, được ra mắt đây cũng gần năm thôi đó. Thì cái con này được rất là nhiều anh em quan tâm, giá tiền nhẹ tiền, thì cabin cũng đẹp và động cơ cũng ok, thùng bảo thì cũng dài đó. Thì giờ mình sẽ đến những chi tiết nhỏ nha. Thì anh em thấy logo Hyundai, một cái logo quen thuộc của anh em nè, đây chữ Hyundai. Và cái con Hyundai này á, nó là gần như là cái mẫu cabin là đầu tiên là sử dụng cabin vuông nha. Lúc trước là Hyundai sử dụng cabin tròn là nhiều, nhưng mà con này là sử dụng cabin vuông. Và cái cabin vuông thì càng ngày càng thông dụng, tại vì bên trong thì rất là rộng rãi, nhiều ba người ngồi nhưng mà rất là rộng rãi nha. Thì đó là nhiều cái hãng xe bây giờ đang hướng tới là sử dụng cabin vuông. Giờ cái đèn xe của Hyundai S8 thì anh em thấy là đèn halogen và phía trên là đèn xi nhan. Phía dưới chúng ta sẽ có cái đèn cản dưới đây nữa. Đó, cái cản này thì cản bằng mũ, và chúng ta sẽ có cái lưới tản nhiệt phía đây làm rất là rộng, rất là lớn để gió vào bên trong nó mát cái động cơ hơn. Chúng ta sẽ có hai cái gạt mưa đây, gạt nước đây. Đó. Thì trên đây chúng ta sẽ cũng có hai cái đèn nóc trên đây. Nếu anh em nào mà mua xe và gắn mưa nước gió lên thì nhìn rất là đẹp nha. Rồi, qua phần bên hông thì chúng ta sẽ thấy cái bên hông xe thì có hai gương, một là gương phẳng để anh em ra phía sau nhìn nè. Gương phẳng thì nhìn trực diện ra cái thùng xe luôn, còn gương lồi nè cho anh em có thể nhìn được bao quát cái bên hông. Ví dụ anh em xe máy đứng bên cạnh á, nếu chúng ta quẹo hay là chúng ta qua đường á thì cái gương này giúp cho anh em thấy được những cái vật cản bên hông nha. Rồi, đây là cái số loại của con ES8 bản GTL. Đó, nó có nhiều, rất là nhiều loại, nhưng mà cái bản này rất là thông dụng, bản này rất là nhiều anh em thích vì giá tiền nó nhẹ tiền nhất. Đó, và con xe này sử dụng lớp là 8, 25, 16, lớp trước lớp sau bằng nhau, sử dụng lớp có lớp matte nha anh em, hãng lớp matte. Đó, lớp trước lớp sau bằng nhau, 8, 25, 16. Bây giờ đây là qua cái phần thùng phần đặc biệt mà hôm nay Khanh muốn giới thiệu cho anh em, là con này là thùng full inox bửng nhôm và inox 304, tất cả đều là inox luôn. Giờ trước tiên Khanh sẽ giới thiệu cho anh em. Đó, là cái con này bửng nhôm thì chúng ta sẽ đóng được là 7 bửng, mỗi bên là 3 bửng, phía sau một bửng nữa. Là chút nữa Khanh sẽ mở từng cái cho anh em nha. Thì bây giờ mình đến từng cái chi tiết nhỏ. Giờ anh em thấy cái khố tôm nè, đều cũng là inox mà anh em nhìn thấy inox 304 nè, nó để chữ inox 304 luôn nè. Đó, anh em thấy chưa? Rồi cái bản lề nè, đều là inox 304. Đó, khách hàng này người ta chở cá nên là người ta đóng gần như là full toàn bộ như thế này để mà xe sử dụng lâu dài thì nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Chứ mà anh em mà đóng ví dụ như inox 201 hoặc là 430 thì đi thời gian nó sẽ xuống thùng và nó sẽ bị hư thùng, rất là tốn thời gian mà chúng ta đi sửa thùng nữa. Đó, đây anh em thấy. Đây, đó anh em thấy chưa? Trong ngoài đều là nhôm nha. Nhôm này là nhôm cao cấp. Thì mấy cái thùng chở cá thì anh em nếu mà chở cá thì cũng biết, thì sẽ là vuốt mí lên, bốn góc thùng sẽ vuốt mí lên hết để cho mà có nước nó khỏi bị tràn ra ngoài đó anh em. Chúng tôi Khanh sẽ mở phía sau đây luôn cho anh em, anh mở hết cho anh em nhìn. Trụ cũng là bằng inox luôn. Nói chung nguyên con này là chỉ có kèo là bằng tôn kẽm thôi, tại vì inox không thể uống được nha anh em.
chỉ có kèo làm bằng tôn kẽm thôi. Mà mấy cái khố tôm là làm bằng inox á thì nó mở rất là nhẹ, còn nhưng mà khố tôm làm bằng sắt á thì nó cứng lắm. Này là inox dập sóng, sàn là inox dập sóng. Giờ anh em cứ nhìn bên trong thùng thì Khanh sẽ mở hết bên này cho anh em cho sáng dễ nhìn. Đó, bây giờ Khanh mở ra anh em thấy không? Inox này, bao bẩn cái con lươn này, Khanh cũng làm bằng inox. Thùng bên Khanh đóng thì anh em khỏi phải chê chất lượng. Anh em nào mà chê thùng Khanh thì Khanh cho anh em cái xe luôn. Đó, thùng đóng rất là chất lượng, các mối hàng đều rất là liền lạc và cái độ hoàn thiện của nó gần như là tuyệt đối nha anh em. Đó, anh em thấy cái mối hàng đều là làm rất là tốt. Đây là sàn dập sóng và phía trên chúng ta Khanh cũng làm cái hai cái rãnh thoát nước cho khách hàng luôn nha. Cái có ống thoát nước luôn, có van luôn, khối lại khi nào anh em tới những nơi mà được phép xả nước thì chúng ta sẽ xả, còn như mà đi trên đường mà chúng ta mà quên xả thì công an phạt nha. Đó, đó là cái phần thùng phía trên. Bây giờ anh em phải nhìn xuống phía dưới. Đây là anh em nhìn nè. Này, đài dọc đài ngang cũng là inox luôn nha. Đài dọc nè, đài ngang này, đài dọc đó đều là inox. Đó, còn chassis thì là của nhà máy, là chassis này người ta dập bằng đúc rồi, sắt đúc rồi. Nên là không có là thay đổi được. Còn như cái bên Khanh đóng nè, anh em thấy cái gia cố thùng này cũng là bằng inox luôn nè. Không có cái gì mà sắt trong đây hết. Đó. Xe này kêu là rất là chất lượng cái thùng. Nếu mà tính cái thùng này á phải hơn 100 triệu nha anh em. Nếu mà đóng cái thùng như thế này phải hơn 100 triệu, cái thùng có rất là giá trị. Còn xe mình nếu mà anh em mà lấy xe chính hãng thì đi những cái thùng này thì nó sẽ sáng xe rất là đẹp và xe mình nó cũng có giá trị hẳn hơn so với cái thùng tiêu chuẩn. Nếu mà thùng tiêu chuẩn thì cái này sẽ bằng sắt. Đây là cái biên thùng này và trụ cũng bằng sắt, bao bẩn cũng bằng sắt và mấy cái chi tiết này không được như thế này đâu. Này là inox bọc composite nè anh em. Về cũng là bằng inox luôn. Đó, bây giờ Khanh sẽ, anh em đứng đây Khanh sẽ dỡ cái động cơ lên cho anh em xem. Đó. Thì cái động cơ E8 thì nó khoảng là 3 chấm thôi, 4 xi lanh thẳng hàng. Cái con này thì đi rất là tiết kiệm nhiên liệu nha, dung tích nó vừa phải, nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó là vừa phải. Anh nếu anh em đi đủ tải thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nó 4 xi lanh thẳng hàng, động cơ Hyundai. Đó. Máy lạnh đầy đủ, xe Hyundai thì máy lạnh đầy đủ nha. Dây nhựa thì mấy con xe này anh em, xe Hàn Quốc, xe hoặc xe Nhật Bản thì anh em khỏi phải bàn về cái chất lượng của xe, động cơ. Chủ yếu là hôm nay Khanh muốn giới thiệu cho anh em là cái phần thùng xe, là cái thùng mà Khanh đóng rất là chất lượng. Bây giờ mời anh em lên cabin xe nha. Zoom nhỏ lại. Bây giờ Khanh sẽ nổ máy. Xe Hyundai là anh em phải đạp côn nó mới nổ máy được nha anh em. Thì dạo gần đây nhiều anh em cũng thắc mắc với Khanh là tại sao là công ty Khanh lại đóng xe cái giá nó cao hơn chỗ khác 10 triệu hoặc là 15 triệu. Thì cũng xin thưa với anh em là cái thùng của Khanh thì anh em cứ xuống cái thùng coi cái thùng của Khanh đóng và cái thùng cái chỗ nào mà rẻ hơn Khanh á thì anh em so sánh hai cái chất lượng đó thì anh em tự biết là cái thùng Khanh như thế nào và thùng người ta như thế nào. Chứ nếu mà Khanh bán cao hơn người ta sao Khanh bán được. Đó, thì anh em cái thùng Khanh đóng rất là chất lượng, khách hàng rất là tin tưởng, mới là ghé mua thì Khanh cũng bán rất là nhiều. Nên là anh em cứ ghé công ty Khanh. Đó, trăm nghe thì không bằng một thấy, thì cứ ghé công ty Khanh thì coi xe là trải nghiệm. Rồi bây giờ sẽ quay lại với cái con E8 này, nội thất nha. Thì nội thất nguyên bản của xe á là ghế nỉ nha anh em. Ba chỗ ngồi ghế nỉ. Và con xe Hyundai này là sử dụng cái hộp số chỉ có là 5 tiếng một lùi thôi nha. Đây anh em thấy 5 tiếng một lùi. Và nó sẽ có ba cái chỗ để đựng nước này, ba để chỗ để cấp nước, và chúng ta không ở trên này chúng bỏ điện thoại cũng được. Đó, đây có hộp để giấy tờ này. Chỗ này anh em có thể độ cái màn hình cảm ứng này. Thì thời buổi càng ngày càng hiện đại, nhiều anh em thích độ màn hình cảm ứng thì chúng ta có thể dùng nó để mà chỉ đường, nghe nhạc, giải trí. Đó, thì anh em nào có điều kiện thì chúng ta độ thêm chừng 5-6 triệu là chúng ta có được một cái hàng màn hình và camera trước sau, camera hành trình luôn nha. Đó. Vô lăng cái bảng này là bảng bình thường nên là trên cái vô lăng nó sẽ không có những cái nút như là cái bảng cao cấp, nhưng mà xe tải, đối với xe tải thì chúng ta cái đó là những tính năng không cần thiết, nó thừa và nó rất là tốn thêm rất là nhiều tiền so với cái bảng thường như thế này. Bảng kia nó tốn còn thêm có 70-80 nữa nha anh em. Đó,
Rồi bây giờ cái phần đồng hồ xe thì anh em thấy cái đồng hồ xe thì cũng nhìn này rất là đẹp này, đồng hồ vòng tua máy, đồng hồ km, đồng hồ nhiên liệu và đồng hồ nhiệt độ cái nước, và đây là đồng hồ số km chúng ta đi được nha. Đó. Xe thì có máy lạnh sẵn, radio, cái này cái tẩu sạc là anh em có mấy dây sạc, có thể chúng ta sạc điện thoại hoặc là chúng ta hút thuốc cũng được. Đó là cái màu thuốc nha. Đây là máy lạnh ra rất là mát, máy lạnh xe Hyundai rất là mát nha. Đó, vậy thì chúng ta sẽ có một cái hộc để giấy tờ nữa này. Đó. Đó, anh em có thể để giấy tờ hoặc là để những cái vật dụng cần thiết chúng ta bỏ vào đó. Và phía dưới đây là như là con đội nè. Con đội với lại một số đồ nghề để mà chúng ta sửa chữa xe khi mà có sự cố. Đó là cái phần mà Khanh muốn giới thiệu sơ về cái con xe Hyundai E8 này cho anh em. Đó. Thì anh em nào đang có nhu cầu đóng thùng xe hoặc là xử lý những cái tình huống xe tải hay là thông số về một con xe nào bất kỳ thì cứ alo cho Khanh, Khanh sẽ tư vấn cho anh em. À mà cái con xe này nếu anh em nằm mua trả góp á thì hỗ trợ ngân hàng bên Khanh làm rất là tốt, là 80%, tầm khoảng 2 đến 3 ngày là có thông báo cho vay cho anh em rồi, rất là nhanh. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đóng thùng xe. Thì đóng thùng xe thì như thế này, một cái thùng như thế này thì tầm khoảng là 10 ngày nha anh em. Đó, đóng một cái thùng chất lượng như thế này tầm 10 ngày, còn như anh em đóng thùng nhẹ tiền hơn hoặc là thùng tiêu chuẩn thì nó nhanh hơn xí. Còn cái thùng như thế này thì phải còn tỉ mỉ gia công chính xác hơn. Tại vì những cái inox thì nó anh em biết là nó rất là khó đóng hơn cái thùng sắt rất là nhiều. Đó, thì nếu mà thùng tiêu chuẩn thì đóng tầm khoảng 7 ngày là xong. Đó là cái phần hôm nay Khanh muốn giới thiệu cho anh em cái con xe E8 phiên bản thùng bứng nhôm full inox. Đó, bây giờ anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho Khanh nha. Xin chào và hẹn lại anh em ở video tiếp theo.